Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, việc thực hiện thông điệp 5K chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 của Bộ Y tế được coi là lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch. Một buổi tuyên truyền lưu động của đoàn thanh niên xã Giải Trạch, huyện Khoái Châu. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch. Trong đợt vừa qua thì trên địa bàn xã Trạch thì cũng có xuất hiện 2 trường hợp F1. Thì anh em chúng tôi thì kết hợp với bên văn hóa, truyền thanh với anh em đoàn thanh niên tuyên truyền lưu động, tuyên truyền về cái khẩu hiệu khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để tất cả nhân dân cùng chung tay thực hiện. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ và quan trọng hơn hết là không khó thực hiện. Tôi thấy việc thực hiện 5K này không có gì là khó cho chính bản thân mình và cho cả cộng đồng. Cảm thấy là không có gì khó cho mọi người dân cả. Tốt cho dân, cho mọi người, để mình đỡ bệnh tật. Thông điệp 5K chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành tháng 8 năm 2020 được coi là lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh đang có biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng, thông điệp này càng có ý nghĩa quan trọng. Chúng ta phải sống chung với COVID trong cộng đồng và muốn làm tốt cái công tác phòng chống dịch trong cộng đồng thì chúng ta phải thực hiện cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Thì đây là một trong những các cái khuyến cáo đặc biệt quan trọng. Tỉnh Hưng Yên hiện chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tuy nhiên, để phòng ngừa dịch bệnh lây lan vào địa bàn, rất cần những hành động cụ thể của mỗi người dân trong việc thực hiện thông điệp 5K. Thực hiện thông điệp 5K, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Hãy bảo vệ chính mình và bảo vệ cộng đồng bằng cách đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tập trung đông người và khai báo y tế.